Ngày 24 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ Đặng Hoàng Toàn, sinh năm 1988 về hành vi tạt hóa chất vào nhóm công nhân. Liên quan đến vụ việc, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, anh DNV, sinh năm 1986, quê Cần Giuộc, Long An, đã qua đời vào rạng sáng ngày 24 tháng 5. Anh V được đưa vào bệnh viện trong tình trạng phỏng nặng, tiên lượng dè dặt do bị phỏng nặng vùng mặt, thân và tay. Đánh giá tình trạng phỏng nặng vùng miệng và mũi được cấp cứu báo động đỏ. Bệnh viện hội chẩn khoa cấp cứu, khoa mắt, khoa phỏng, khoa hô hấp. Bệnh nhân được chỉ định nội soi, biến chứng suy hô hấp nên được đặt nội khí quản. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh V đã qua đời. Trong khi đó, ba nạn nhân nam, sinh năm 1984, sinh năm 1988, năm 1990, trong đó có hai người ở thành phố Hồ Chí Minh và một người quê ở Đồng Tháp, đang được điều trị tại khoa mắt. Hai bệnh nhân nhẹ thì bỏng mắt độ 2 và thị lực đếm ngón tay trên 1 mét. Bệnh nhân nặng thì cần theo dõi thêm. Trước đó, tối ngày 22 tháng 5, một nhóm công nhân khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 ngồi nhậu ở hẻm 502 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7 thì Đặng Hoàng Toàn cầm theo can axit và dao đi tới. Người này tạt axit vào nhóm công nhân khiến một người tử vong và nhiều người bị phỏng. Sau khi gây án, Toàn đã bị công an bắt giữ.